Mình hiện là rửa làn này, rửa làn đấy. Giờ thùng bây giờ túi thọt là một người sân làm nữa một làn nữa làm nữa đấy nha chờ nữa lợn mới lợn mới cái lan nè thọt cả cà rồi lan đi xin người ấy thùng thùng rồi mấy lâu rồi giờ đang muối cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.